trùng hợp thấy mưa rơi đúng lúc này càng nhận thêm niềm đau của một người vẫn đang tổn thương. Ngày mấy tháng nào đây anh quên luôn rồi, điều anh nhớ nhất là chỉ mới đây thôi, là hôm nay. Hình như em muốn nói gì, nhận tiền nói.